Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đêm tri ân trên nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nhiều người dân thiếu kiến thức phòng chống sốt xuất huyết. Từ cậu học trò nghèo vùng Sơn Cước đến huy chương vàng Olympic toán học quốc tế. Khổ sở vì bị doanh nghiệp xuất khẩu lao động lừa. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên cả nước đã đến thắp nến và tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống bên các khu mộ để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình sinh hoạt truyền thống được tổ chức trên 4 khu vực ở toàn bộ các khu mộ trong cả nước tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, hàng ngàn đoàn viên thanh niên, các chiến sĩ trẻ thuộc sư đoàn 968, quân khu 4 đều rất xúc động khi được cất vang những tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước về người lính Trường Sơn bên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Ngồi đây nghe các anh và các bạn đoàn viên hát cho các anh hùng liệt sĩ thì em thấy rất là xúc động và ý nghĩa. Khi ngồi cạnh các anh hùng liệt sĩ thì tôi cảm thấy giống như tôi đang ở với các anh và giống như được ngồi chung với các anh để nghe các giai điệu tự hào của quê hương. Đất nước đã hòa bình gần nửa thế kỷ, nhưng tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn này, hơn 10.000 liệt sĩ vẫn mãi nằm lại trên đất mẹ Quảng Trị. Chính vì vậy, tuổi trẻ cả nước muốn đưa các anh trở về với quê hương mình qua những câu hát. Cũng tại thời điểm này, Trung ương đoàn đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trên 4 địa điểm khác tại 3.181 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến khó lường ở cả hai miền Nam và miền Bắc. Điều đáng nói, số ca mắc bệnh nặng có xu hướng gia tăng và đã có trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp là thế, nhưng kiến thức phòng chống sốt xuất huyết của nhiều bà con vẫn còn hạn chế. Điều đáng lo ngại hiện nay là phần lớn phụ huynh cứ nghĩ con mình sốt thường nên không đưa con đi khám hoặc điều trị kịp thời. Chính vì vậy, đã dẫn đến tình trạng trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng và công tác điều trị sau đó gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như trường hợp của em Nguyễn Hồng Nghĩa. Được biết, vì gia đình đưa đi nhập viện trễ nên sốt đến ngày thứ 7, nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu giảm mà còn bị co giật và nôn ói. Bữa nay con mắt nó giật, mắt nó muốn lé luôn. Chỉ ngữ như là nó sốt bình thường chứ thôi à. Đâu nghĩ là nó sốt xuất huyết. Hiện nay, do thiếu kiến thức về bệnh sốt xuất huyết, nên nhiều phụ huynh thường mua thuốc hạ sốt cho con em mình uống nhiều lần mà không đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám. Điều này không chỉ khiến bệnh nặng hơn, mà còn dễ chuyển sang các triệu chứng nguy hiểm khác như hôn mê, chảy máu cam và tụt huyết áp. Nếu bệnh nhân nặng mà người nhà vô trễ thì tình trạng điều trị càng khó khăn và tỷ lệ tử vong càng cao. Cũng theo bác sĩ, hiện tình hình sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, có khả năng bùng phát thành dịch. Chính vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao bất thường, uống thuốc một lần không hết thì các bậc phụ huynh phải sớm đưa con em của mình đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão cũng đã gây ra nhiều thiệt hại trên địa bàn Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng. Đặc biệt, mưa lớn trên diện rộng và với địa hình đồi dốc, nhiều ta luy tại thành phố Đà Lạt đã bị sạt lở và cây đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Nhiều đoạn đường tại thành phố Đà Lạt đã bị sạt lở với độ sâu 6m và dài trên 20m. Đặc biệt, có một gia đình tại thành phố bị sạt lở cả một khoảng sân rộng khoảng 25m2 và là một người bị thương. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng diễn ra tình trạng cây đổ tại đường Đống Đa, đường Lương Thế Vinh, đèo Pren thuộc phường 3, đường Yết Kiêu, phường 5, khiến hai người bị thương. Chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu và dọn dẹp cây đổ, thông đường giao thông. Tuy nhiên, cũng theo phản ánh của các địa phương, thì vấn đề xử lý cây ngã đổ còn chậm do thủ tục triển khai thực hiện chồng chéo giữa các ngành chức năng. Vấn đề này cần được thống nhất cao và khẩn trương nhằm kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, Bảo hiểm xã hội các tỉnh sẽ tiến hành đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế sẽ có cấu trúc mã thẻ gồm 15 ký tự, trong đó 10 ký tự cuối là mã số bảo hiểm xã hội, đồng bộ với số sổ bảo hiểm xã hội. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra chiều ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội. Đối với những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế phát sinh từ sau ngày 1 tháng 8 năm 2017, sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. 10 ký tự cuối của mã thẻ bảo hiểm y tế sẽ được dùng làm số sổ bảo hiểm xã hội duy nhất khi họ tham gia bảo hiểm xã hội.
Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc đổi mã thẻ bảo hiểm y tế lần này không làm xáo trộn đến hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia, cũng như không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người có thẻ khi đi khám chữa bệnh. Việc thay đổi này cũng nhằm mục đích hướng tới cấp thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử trong tương lai. Liên quan đến việc triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, tính trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ liên thông dữ liệu bình quân trên toàn quốc đạt 98,1%. Trong 6 tháng đầu năm, có 14 triệu hồ sơ ở trạng thái từ chối toàn bộ hoặc một phần. Trên cơ sở dữ liệu từ hệ thống, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phân tích các hồ sơ đề nghị thanh toán, phát hiện các trường hợp chỉ định không phù hợp với quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế, ngăn ngừa trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Bên cạnh kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương còn khá phổ biến. Trong đó có cả phần kinh phí cho ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Đây là nội dung đưa ra tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 26 tháng 7. Theo số liệu của Tổng cục Thuế, hiện nay có khoảng gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên mới có 235.000 doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, chỉ chiếm khoảng 47%. Như vậy hiện vẫn có tới 50% doanh nghiệp chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Mặt khác, tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn diễn biến phức tạp, trong khi công tác khởi kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn nhiều vướng mắc. Năm 2017 là chúng ta làm, nhưng một tòa thì có nhận nhưng mà chưa đưa vụ nào ra xét xử được. Về doanh nghiệp bị khởi kiện. Thì thưa các anh các chị là nó phải vướng mắc rất là nhiều và đặc biệt là quy định của pháp luật nó chồng chéo. Có tới 56 tỉnh chi vượt quỹ khám chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù đã có nhiều kiểm tra nhắc nhở, nhưng nhiều cơ sở vẫn bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2017, hệ thống giám định bảo hiểm y tế đã kết nối Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh để chia sẻ thông tin về tình hình sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, những dấu hiệu lạm dụng để phối hợp kiểm tra ngăn ngừa. Tại buổi họp báo quý 2 năm 2017 của Bộ Tư pháp, đại diện các cục vụ liên quan của Bộ đã thông tin thêm về việc lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành xử phạt các chủ phương tiện ô tô, xe gắn máy không mang theo đăng ký bản chính do đăng ký đã được dùng để thế chấp vay tiền ngân hàng. Thực tiễn thời gian gần đây, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không mang bản chính đăng ký xe. Trong đó, nhiều trường hợp là xe đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Theo đánh giá, người dân tuân thủ cả hai loại pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ và giao dịch bảo đảm là khó cho người dân. Nếu tiếp tục xử phạt với người không mang theo giấy đăng ký xe bản chính, có thể tác động tiêu cực đến hoạt động tài chính, kinh tế. Thì cái người dân người ta để tuân thủ pháp luật, tất cả hai cái loại pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ và giao dịch bảo đảm hiện nay là khó cho người dân. Thế thì nếu tiếp tục xử phạt đối với trường hợp mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không mang theo giấy đăng ký xe bản chính, mà chỉ mang theo sử dụng bản sao, giấy đăng ký xe đã được chứng thực và có xác nhận của tổ chức tín dụng, thì chúng tôi cho rằng là nó có thể tác động tiêu cực đến hoạt động tài chính kinh tế. Và người dân sẽ không thực hiện cái việc vay vốn nữa để thế chấp trong cái việc mà thế chấp phương tiện đường bộ. Theo Bộ Tư pháp, Bộ đã giao các đơn vị chức năng như Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phối hợp với Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm đề xuất hướng xử lý. Trung tâm dạy nghề hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê đóng trên địa bàn xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Năm 2014 trường đã đưa vào sử dụng, tuy nhiên sau gần 3 năm, số lượng học sinh liên tục giảm mạnh. Đến năm 2017, mỗi lớp chỉ còn từ 15 tới 20 em. Phòng thực hành tin học được đầu tư nhiều máy móc, thiết bị nhưng không có học sinh học. Vì địa điểm xa trung tâm thị trấn không có kết nối internet nên việc đào tạo cho các em đã rất khó khăn. Việc sáp nhập khiến hai trung tâm cũ phải bỏ hoang, trở thành nơi tiêm chích ma túy của các con nghiện. Là một trong số 4 thành viên đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic toán quốc tế vừa qua, hiếm ai biết rằng Phan Nhật Duy là cậu học trò có tuổi thơ vất vả. Sinh ra và lớn lên ở miền quê còn nhiều khó khăn, thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nhưng cậu học trò nghèo đã vươn lên đạt hàng loạt giải thưởng cao, đặc biệt là huy chương vàng toán quốc tế. Đây là một trong 4 thành viên của đoàn Việt Nam giành huy chương vàng vừa được tổ chức tại Brazil. Phan Nhật Duy, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, đã tạo nên cú bứt phá ngoại phục trong Olympic toán quốc tế lần thứ 58 để cán đích ở khu điểm giành huy chương vàng. Đạt đến được huy chương vàng thì cũng là nhờ một phần may mắn và cũng nhờ các thầy cô trong đoàn và ấy động viên em trong thời gian qua rất nhiều. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Phan Nhật Duy đã từng có những năm tháng tuổi thơ khó khăn.
Những năm đầu vào thành phố Hà Tĩnh theo học trường chuyên cũng không dễ dàng cho cậu học trò đến từ vùng sân cước. Tuy nhiên, bằng ý chí vượt khó, Duy đã từng bước khẳng định tài năng đặc biệt về toán học, nhất là lĩnh vực số học. Qua các kỳ thi chọn đội tuyển cũng như là kỳ thi sát hạch của trường chuyên thì em càng ngày càng thể hiện được vị trí số 1 của em. Thực sự là nhiều bài em đánh giải rất bất ngờ bởi vì lĩnh vực số học nhưng tổ hợp lĩnh vực khó của toán học. Từ cậu học trò nghèo ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, giờ đây Phan Nhật Duy đã ghi tên mình lên bảng vàng Olympic toán quốc tế, góp phần khẳng định trí tuệ Việt cùng bạn bè Nam Châu. Hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức mới đang tiếp tục mở ra đối với Phan Nhật Duy. Tiếp theo chương trình là những thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 7, đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang đấu tranh xử lý hai đối tượng có hành vi mang thuốc trừ sâu đi đe dọa để đòi nợ. Đó là Trần Nguyễn Quốc và Trần Quang Vinh cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, nhóm của Quốc đã kéo đến nhà của anh Trần Hoài Nam ở thôn 8, xã Cư Ê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột để đòi nợ số tiền 369 triệu đồng mà anh Nam đã dây của chúng. Tại đây không có anh Nam ở nhà nên chúng đã lấy hai lồng kim cảnh trị giá 4 triệu đồng của anh Nam rồi để lại nhà anh Nam một chai thuốc sâu khoảng 1 lít và nhắn lại với người trong nhà cho anh Nam với những lời lẽ đe dọa rằng nợ của người ta mà không trả thì uống thuốc sâu mà chết đi. Sau đó chúng mới ra về. Nhận tin báo của người bị hại, đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố Buôn Ma Thuột đã xác minh và bắt khẩn cấp hai đối tượng Trần Nguyễn Quốc, Trần Quang Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của chúng theo điều 135 Bộ luật hình sự. Ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Thảo, 47 tuổi và Tống Thị Trang, 38 tuổi, cùng trú tại thành phố Vinh, Nghệ An về hành vi mua bán trái phép 5 kg ma túy đá. Trước đó, vào khoảng 20h30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2017, tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 2, thành phố Vinh, tổ công tác công an thành phố Vinh bắt quả tang Nguyễn Thị Thảo, Tống Thị Trang đang vận chuyển số ma túy trên xe taxi. Lực lượng công an thu giữ ba lô chứa 5 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 5 kg. Tại cơ quan điều tra, Thảo và Trang khai nhận số ma túy đá vừa nhận từ đầu mối người Lào đang trên đường đưa về Vinh tiêu thụ. Tại tòa, hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo và Tống Thị Trang mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời gian gần đây, tại một số tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đã xuất hiện tình trạng kẻ gian giả danh công nhân ngành điện để thu tiền trái phép của khách hàng. Trước tình trạng này, Điện lực Khánh Hòa khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và người dân đề cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo này. Thủ đoạn của các đối tượng này thường là lợi dụng thời điểm sau khi nhân viên ngành điện hoàn thành lắp đặt công tơ và bàn giao xong cho người dân. Kẻ gian sẽ tự xưng là nhân viên giám sát và yêu cầu khách hàng đóng tiền lắp đặt. Ngoài ra, các đối tượng này còn giả danh người ngành điện, kiểm tra công tơ của khách hàng rồi báo công tơ hỏng, yêu cầu khách hàng đóng tiền để mang đi sửa chữa hoặc yêu cầu mua các thiết bị kém chất lượng với giá thành cao để thay thế. Chiêu trò của các đối tượng lừa đảo là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bà con ở một số khu vực vùng ngoại ô và trong giờ hành chính. Bởi thời điểm này, chỉ có người già và trẻ em ở nhà nên chúng dễ dàng thực hiện hành vi của mình. Hành vi lừa đảo của các đối tượng này không chỉ khiến người dân bị mất tiền, mà nguy hiểm hơn, khi sử dụng các thiết bị điện kém chất lượng cho các đối tượng lừa đảo cung cấp, có thể gây nguy cơ mất an toàn điện trong khu vực. Trước tình trạng này, Điện lực Khánh Hòa khuyến cáo khách hàng đề cao cảnh giác. Khi có nghi ngờ cần thông báo ngay cho cơ quan chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Thưa quý vị, cờ bạc từ lâu đã bị cấm và bị xem là hành vi vi phạm được quy định trong luật pháp của nước ta. Tuy nhiên, tại các quán cà phê, quán trà sữa hiện nay, tình trạng cờ bạc vẫn diễn ra nhan nhản trước mắt, mặc dù đã được cơ sở kinh doanh treo bảng cấm. Điều này phần nào cho thấy việc ý thức kém của một bộ phận người dân đã cố tình vi phạm pháp luật. Dạo quanh một vài quán xá quanh các thành phố, dễ dàng bắt gặp các đối tượng hay lui tới các quán nước, chủ yếu là học sinh sinh viên. Ngoài việc gặp gỡ, trò chuyện, thì đánh bài được xem là một trò chơi tiêu khiển được các bạn trẻ ưa chuộng. Mặc dù có bảng cấm đánh bài được treo rõ trên tường, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng đối với những bạn trẻ đang chơi bài bên dưới. Nhận thức được cờ bạc là hành vi vi phạm pháp luật, nên nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã treo biển cấm, nhưng đâu vẫn vào đấy. Hiện tại thì pháp luật hình sự Việt Nam có quy định về hai tội là tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc. Về tội đánh bạc thì cái khung hình phạt cao nhất đó là 7 năm tù. Và về tội tổ chức đánh bạc thì cái khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù. Theo tôi thì các chủ cơ sở kinh doanh trước tiên là nên có những cái cảnh báo cụ thể ở tại cơ sở của mình là cấm mọi cái hành vi là đánh bạc. Và nếu như có phát hiện những đối tượng vẫn là
thực hiện cái hành vi là đánh bạc tại cơ sở của mình thì nên kiên quyết là báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, cờ bạc trong quán xá còn là một hành vi thiếu ý thức và không văn hóa cần được khắc phục. Thế kỷ, các ngành chức năng cũng cần có những biện pháp mạnh tay và triệt để tránh tình trạng này. Phần cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, không chỉ những người xuất khẩu lao động chui gặp nhiều rủi ro, mà hiện nay nhiều trường hợp còn bị lừa bởi một số doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu lao động. Những bản hợp đồng là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, nhưng sự ràng buộc ấy đôi khi lại bị chính các doanh nghiệp phá vỡ, ngay cả khi người lao động còn chưa sang được bên kia biên giới. Để cho con trai được đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, vợ chồng ông Hùng đã vay 5 cuốn sổ ngân hàng như thế này hơn một năm, con vẫn ở nhà, còn tiền thì đã không cánh mà bay. Bị lâm vào tình cảnh như thế này, thực tế nó không còn riêng chỉ một gia đình nào. Đầu tiên là chúng tôi vay 160 triệu, xong dần dần chúng tôi chưa đủ được, thì chúng tôi lại vay tiếp 50 triệu nữa, và đồng thời 10 triệu nữa, mới cả 19 triệu nữa thì mới đủ được cái số đóng góp cho công ty là 270 triệu. 270 triệu là số tiền phí, cộng thêm 30 triệu đồng cho khóa đào tạo trong 6 tháng. Vậy là 300 triệu đồng đã mất một cách dễ dàng cho công ty xuất khẩu lao động. Không hẹn mà gặp, những con người không cùng quê, nhưng cùng bị doanh nghiệp xuất khẩu lao động lừa đảo. Cuộc hành trình đòi nợ của họ cứ thế dai dẳng. Công ty hiện nay không còn dấu hiệu gì, nhưng không thể bỏ cuộc. Họ lần mò các ngóc ngách Hà Nội, tìm đến nhà giám đốc doanh nghiệp. Sự tình không khả quan, người phụ nữ này lại về quê, tiếp tục cuộc hành trình làm thuê để trả món nợ cho chủ vườn. Nỗi sợ đã khiến món nợ cứ thế chôn chặt trong lòng, bởi người phụ nữ này nhận thức rõ, một ngày công như thế này chỉ đáng giá 80.000 đồng. Vậy là phải mất hơn 5 năm miệt mài mà không nghĩ về nào, thì món nợ hơn 100 triệu đồng mới được trả hết. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho buôn lậu. Khánh Hòa, nguy cơ sạt lở do xây cất nhà trái phép ở núi Dục. Sơn La, bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn qua biên giới. Phụ huynh đổ xô đầu tư ngoại ngữ sớm cho trẻ từ khi chưa biết chữ.